trồng mới cây con, nhưng mà cái cây này lấy từ hôm 22. 22 trong Tết đó. 22 trong Tết. Ừ. Trời ơi, bây giờ là 4 tháng rồi. 4 tháng đó, bây giờ là 4 tháng. Đúng rồi, nó không đúng luôn nha. Nó làm như vậy là rễ nó hư hết rồi. Bây giờ em không, nhưng mà không sao, em lấy cây này đi em. Lấy cái đại cây này đi. Ừ. Rồi đem ra đây. Bưng cái thau này ra luôn. Cái thau này là có pha si với amino rồi. Với xíu oligo rồi. Bây giờ cái rễ này chắc nó dài lắm rồi. Rễ thì nó phải 4 bầu rồi đó. Dạ, yeah, cái này là phải sang bịch nha, chứ làm như vậy là nó không đúng đâu. Thế lại cái rễ này toàn bộ nó hư hết rồi. À, hố này đã xử lý si và hữu cơ rồi đúng không? Rồi bây giờ anh bây giờ mình coi nè, cái độ sâu của cái bịch này bây giờ trồng bằng mỡ phải không? Cái này là cho nó dư lên khoảng 3 tấn thì không, như vậy thì bỏ lấp bớt lại đất to chừng nào tốt chừng đó. Đúng rồi, cũng có đủ rồi đó. Rồi đúng rồi, to có đó, đúng rồi, không cần bẻ nhỏ. Cho nó cao lên. Dạ, cho nó đất nó to, cho nó cao lên xíu. Cao lên trên 3 phần. Dạ. 3 phần mặt. Nó lú cái bầu lên này vừa đó. Rồi, được rồi. Rồi bây giờ em lấy vô lam em cắt ra đi. Nó có một cái cách trồng là không che thì phải chừa lại một cái khúc này, nên trong cái mạng người ta hỏi là tại sao mà anh Tuấn, tôi thấy anh trồng rồi mà có một khúc ở trên đây. Dạ, nhưng rồi. Mà đừng có chừa quá. Chừa khoảng 3 phân à? Dạ mà khoảng không, cũng phải là 4 tới 6 phân. 6 phân à? Đúng rồi, cắt vào cái đít này ha. Đó, rồi. Đó, rồi. Bây giờ cái rễ này nè. Cái rễ này không phải rễ cọc, rễ ngang. Rồi cái rễ này để lại được, nhưng mà thôi, nó đen ra rồi. Em nhúng cái đít nó vô đây. Em nhúng cái đít của nó vô đây, đúng rồi. Nhúng cái đít vô, đúng rồi. Nhúng vậy rồi lấy ra. Rồi bây giờ em rập giống như hôm qua đi. Thì cái này trồng cái cách này là khỏi che. Đúng rồi. Rồi. Lật qua một bên. Rồi lật qua bên này, không, đừng có lột hết. Rồi đặt nó xuống, đúng rồi, đặt nó xuống. Đó, rồi mới là mới bỏ đất. Bỏ đất vô. Đúng rồi, đất không không nhuyễn lắm, đất không nên đất nhuyễn lắm. Cái này là cái cách này. Lột hết rồi bầu luôn. Dạ không, không lột hết bầu. Dạ. Tại vì lột hết bầu thì phải có che mát. Còn nếu anh không lột hết bầu thì anh không cần che, nhưng mà nhớ là phải cây mưa, ở đây là mưa cây thứ 10 rồi đúng không? Ừ. Sầu riêng á là nên khi mà mưa thuận đó thì mới trồng được sầu riêng. Sầu riêng rất là yếu. À, nên đợi sau cái mưa thứ 7 đó đi là bắt đầu trồng được rồi. À. Đó, thì cái này nè, không. Chưa được đâu. Trời rồi. Nó... Không phải chưa có lắp đi được, chưa có lắp tới đây thôi. Rồi. Để nó không bị bể bầu quá mà. Rồi, lấy lên. Rồi bắt đầu làm. Em rập tiếp cái chỗ hồi nãy đó. Em rập lên, em chừa lên đây. Đúng rồi. Em rập từ cái mấy này nè. Em lật một vòng tròn đi. Đúng rồi. Đó. Qua bên đây luôn ha. Đúng rồi. Qua đây luôn. Đúng rồi. Gạch qua đây luôn. Nhưng mà chừa ít thôi. Chừa một khúc 4 tới 6. 4 tới 6 phân thôi. Đúng rồi. Là anh trồng xong đến khi mà nó bén rồi đó. Rồi. Là anh dỡ này lên để làm chi ạ? Nó bảo vệ cái lớp rễ tơ trên mặt. Rồi. Đây là một trong những cái cách trồng mà không cần che. Nha. Dạ đúng rồi. Nha. Rồi. Cái dao rọc giấy nha, lần sau là phải mua cái dao rọc giấy ngoài chỗ cái dao bén đó. À, mua cái loại màu mới đó. Đó nó ra rễ ra nè. Rồi, ok. Cũng hơn là hên cái anh mua về là nó bị suy, nó rụng hết hả? Rồi làm sao nó ra đó lại? Tứ nó mới gà lá nó. Tứ cái gì? Xịt Atacon với cái tứ cung cát ha. Tứ cung cát với mình xịt Atacon với Gidomin á. Rồi. Rồi vô cho nó đắp lên bằng tứ mặt luôn. Rồi sau đó anh mới rồi. Là nó bảo vệ được cái lớp. Đúng rồi. Đúng rồi, để tơ trên mặt. Đây cái cách mà mình trồng mình không cần che, nhưng phải đợi mưa thuận nha. Rồi. Thì mới trồng. Rồi bắt đầu đổ hết cái dung dịch này luôn. Đổ cái si và cái amino này vào trong đây luôn. Đổ ngay vào ướt từ cổ rễ đổ xuống. Rồi, còn cái chuyện xịt là tính sau, ướt đúng rồi. Đó, nó là như vậy, đúng rồi, cái đẹp tập trung ướt tước tưới tưới như vậy đó. Đó. Là toàn bộ cân cái rễ mà bị đen á nó sẽ xử lý luôn. Rồi. Đó. Như vậy là anh rồi. Như vậy là một okay. Gốc như mình như vậy đó là mình xử lý cho bao nhiêu thuốc nhúng chứ cái đổ có hồi cái xử lý đất là hết 1 lít pha rồi đúng không? À rồi, 1 lít. Cách đây mà mấy chục ngày là đã xử hữu cơ vào 1 lít. Ngày. Đúng rồi. 15 ngày ha. Đúng rồi. Đất cũ đó thì nên xử lý khoảng 25 tới 30 ngày. À. Đất mới thì khoảng 15 ngày là hữu cơ trộn với đất. Hữu cơ giống như đất. Đúng rồi, 1 tới 2 ký hữu cơ nở trộn với 3 tới 40 ký đất.
xong chúng ta tưới một lít xi pha rồi lên. Rồi bữa nay chúng ta mới đem ra trồng, trồng thì tưới lại. Thì cái lần này là có thêm cái amino. Cũng cần một lít xi pha rồi thôi mà có thêm amino. Rồi một đúng một tháng sau đó anh mới lại đổ thêm một lít pha rồi nữa. Là 5 lít xi, 3 lít amino. 200 lít nước lấy một lít xi đổ nữa, tức là một tháng sau. Rồi đó, sau đó định kỳ, định kỳ là 4 tháng mới đổ một lần. Rồi bây giờ vậy nè, hỏi như thế này. Nhưng mà phun là phải xuyên phun nha. Tháng thứ nhất là 5 ngày, tháng thứ hai là 7 ngày, tháng thứ ba phun hước tăng trưởng á, tại vì nó không có sâu rầy gì đâu. Đó, là như vậy. Tháng thứ tư là 15 ngày. Mới thấy như anh thôi, tướng như này, như một sức trồng ở đây là như anh ở đây với dưới luôn là khoảng cỡ 140 á. Bây giờ em nói anh dễ nè, một canxi xử lý đất là hết được 200 hố. Một canxi ha. À là được 200 hố. 200 hố. Được 200 hố này. Rồi. Xong 15 cho tới 30 ngày sau tùy theo đất mới hoặc đất cũ. Ừ. Thì khi đổ xử lý này thì được thêm một canxi, được thêm 200 hố nữa. À. Nhưng mà lần này thì có pha thứ 3 lít amino vào. À. Lần đầu là chỉ có xi không thôi, rồi. Không cần amino. Không cần amino. Nếu mà đất ai xấu quá thì nên pha một ít amino vô để cho nó chuyển hóa cho nó nhanh. Rồi. Dạ, nó là như vậy. Dạ, là như vậy anh nha. Rồi, rồi. Anh là cháu của xứ Sáu Bờ. Cháu ruột, dạ. À. Ông đang mời cơm bển kìa, tí nó qua luôn. Rồi, vô đi. Được rồi anh, vậy được rồi. Hỏi che, hang. Là chúng ta làm như vậy nó không có bể bầu. Đúng, chính xác. Không có bể bầu, tỷ lệ sống rất là cao. Chứ không phải rạch tót lót ra để lên cái tay giày là gặp cái ông mà ông mới sang bầu cái này bị cái bạch ra rồi. Mà cái rễ sầu riêng là nó rất là non. Rồi, sau đó rồi, cho tưới nước lên bình thường. Giờ là lấy cái xô xoa vô, tưới nước lên bình thường. Tưới nước lên ngay lên bình thường, không sao hết. À. Tuấn cũng nói luôn nè, tại sao bây giờ đó anh, có nhiều ông nông dân ông sòng trồng sầu riêng 40 năm rồi, mà ông nói sao bây giờ cũng đất mới luôn, sầu riêng cây giống mới mà tôi trồng nông lên được. Là nó có một cái vậy thôi, không phải là sâu rầy nó nhiều là em nói rồi. Nhưng mà có cái vậy nè, tại vì em làm về đất nè, em cũng nói luôn là trong 3 năm trở lại đây, 4 năm trở lại đây em đo đó, trong mùa mưa á, cái nước mưa pH nó thấp, là gọi là mưa axit á, chứ không phải là mưa đạm amôn, cái này là H2S đó, tức là do các cái khối khí của khu công nghiệp nó di chuyển nó trút xuống. Nên dẫn đến là pH nó tuột liên tục. Nên là nông dân nha, ở Đông Nam Bộ và miền Tây đó thì có cơ hội là bón được xi hoài tại vì không có mưa dầm. Còn ở Tây Nguyên là trong trước khi mưa dầm, tức là mưa dầm là tháng 7 là tháng 6 là lo chuẩn bị bón đi ha. Chứ không thôi là cái pH mà nó tuột từ nước mưa đó, ai đo thì biết. Cứ hồi xưa là lâu mới có một cây mưa axit, nhưng bây giờ là liên tục. Nên bây giờ đó là lý do tại sao mà nông dân đó trồng sầu riêng mấy chục năm mà bây giờ không trồng lại được. Là do cái bây giờ các khu công nghiệp nó ở Việt Nam nó quá dày đi. Cái đây hơn chục năm thì có khu ở Sóng Thần thôi. Bây giờ chỗ nào có khu công nghiệp hết, nên là các cái khối khí mà nó trút xuống, mà cái khối khí mà từ các cái ống khói nhà máy đó mà nó trút xuống chỗ nào thì chỗ đó là đủ. Nên đó là cái lý do. Đúng rồi, tưới lại rồi, tưới cho đất này với đất kia nó liền lại với nhau nhá, là được rồi. Rồi xong đó, nên là đó là lý do tại sao mà chúng không phải nói để mà mọi người hăm dọa mọi người mua cái xi đâu. Nhưng mà bây giờ đó, anh thấy là những ông lão làng bây giờ trồng sầu riêng cũng rất là khó. Là tại vì cái nước mưa bây giờ nó khác hoàn toàn với nước mưa cách đây 20 năm. Dạ. Chứ không phải là do sâu rầy nó nhiều đâu. Mà do trong cái mùa mưa dầm mà đo pH vẫn thấp. Tức là cái vườn đang đẹp thì mưa xong một cây sáng ngày mai nhìn không ra cái vườn luôn. Hoặc là mấy cái đám mướp á, đặc biệt mấy cây mướp anh nhìn thấy rất là rõ. Mưa một cái nhìn không ra cái vườn luôn. Đó, nên là như vậy. Rồi. Nên là chỉ cần một ngày nắng được 4 tiếng đồng hồ rồi là chúng ta có quyền được bón xi rồi. Chứ không cần phải đợi nắng. Nắng mà nứt nẻ đất là không có đâu, không có điều kiện tối ưu đó đâu. Trong mùa mưa này không có điều kiện tối ưu đó đâu. Thì nó là đưa cái xi vào như vậy. Thì anh trồng nó khỏe re. À, chứ nhiều ông lão nông mấy chục năm trong đời mà trồng đất mới, trồng cây mới mà trồng không lên được. Là như vậy, cả vùng cây lại và cả các vùng khác. À, rồi.